Xin chào các bạn nghe. Mình có một cái cảm giác rất là kỳ lạ, xúc động lắm các bạn, khi mình được chính thức đứng trên mảnh đất mà khi xưa Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ. Và nơi mình đang đứng đây là khuôn viên nhà của Thánh Lucia khi xưa Ngài đã sống và lớn lên. Bây giờ mình sẽ đi chụp và quay phim một số nơi mình được tận mắt chứng kiến cho các bạn cùng xem nhé. Kính chào quý vị, chúng tôi đã đến làng Fatima ở đất nước Bồ Đào Nha, Portugal. Thì chúng ta đã đến đây để thăm thắng cảnh là Đức Mẹ đã hiện ra với ba chị em Lucia, Francisco và Jacinta tại làng Fatima này. Và chúng ta vừa được thăm ngôi nhà của hai anh em là Francisco, Jacinta ở phía sau. Và bây giờ chúng ta qua thăm ngôi nhà của người chị họ là chị Lucia ở đây. Nhà chị Lucia làm nghề dệt vải, có khuôn viên đất rộng rãi. Và ba đứa trẻ này năm 1917 đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần và cho biết những điều cần thiết để nhắc nhở giáo hội là ba mệnh lệnh Fatima: hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm thánh thể và hãy năng lệnh hạt mân côi. Và cùng điều đó, Đức Mẹ đã cho ba đứa trẻ nhìn thấy hỏa ngục nè và nói lời tiên tri. Lời tiên tri đó là chiến tranh sẽ xảy ra. Francisco và Jacinta được Chúa gọi đi sớm, riêng Lucia thì được Chúa được cho ở trần gian được lâu hơn. Và quả thật đã đúng như vậy. Lucia được ở đến tuổi ngoài 90, còn hai trẻ Francisco và Jacinta đã chết khi mới vượt khoảng mười mấy tuổi. Đó là những gì lời tin báo đã nói thành sự thật. Và lời tin báo thứ ba mới được mặc khải năm 1994, đó là lời mặc khải nói về thế giới và sự lớn mạnh của giáo hội và phải chiến đấu với rất là nhiều những thế lực chung quanh. Đó là những sự kiện đang xảy ra hàng ngày đối với chúng ta. Chúng tôi đang được hân hạnh đến thăm làng Fatima và ngôi nhà này là ngôi nhà của chị Lucia. Chị Lucia sinh năm 1907 và qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005 tại tu viện dòng Kiến Các Minh ở Coimbra, hưởng thọ 98 tuổi. 3 năm sau khi chị qua đời, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chuẩn trước luật và cho phép mở án điều tra để thu nhập hồ sơ xin phong chân phước cho chị Lucia. Hai người em họ của chị là Francisco và Jacinta khi xưa cùng được Đức Mẹ hiện ra với chị đã được Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại Fatima. Bên trời Fatima, Mẹ hiền đến khuyên nhủ đàn con thờ kính Chúa yêu mến tha nhân suốt cuộc đời. Này cùng Mẹ Maria, nguyện yêu Chúa yêu người thiết tha và lần chuỗi mân côi thông hối ăn năn cuộc đời. Con đi về bên Chúa xa thế trần tội lỗi, con quay về sống đời trinh trong ơn Thánh Linh. Con quyết tâm xa tránh thú vui. Phòng của Thánh Jacinta thì đối diện với phòng của Thánh Francisco. Đường dẫn tới quê thiên đàng. Đây là phía sau nhà đây. Ta có thể nói rằng nhà thì nhỏ, nhưng mà phía vườn phía sau thì rất là lớn và rộng lắm. Bên trời Fatima, Mẹ hiến đến khuyên nhủ đàn con thờ kính Chúa yêu mến tha nhân suốt cuộc đời. Này cùng Mẹ Maria, nguyện yêu Chúa yêu người thiết tha và lần chuỗi mân côi thông hối ăn năn cuộc đời. Xa thế trần
tội lỗi vui sống đời hồng ân. Quyết trôi từ sống đời gian tham trong tối tăm, xin đứng lên theo Chúa hướng tâm lên trời và bước đi theo đường thánh giá hướng quê trời. Fatima, mẹ hiến đến khuyên nhủ đàn con, thờ kính Chúa yêu mến tha nhân suốt cuộc đời. Này cùng mẹ Maria, nguyện yêu Chúa yêu người thiên tha và lần chuỗi mân côi thông hối ăn năn cuộc đời. Này cùng mẹ Maria, nguyện yêu Chúa yêu người thiên tha và lần chuỗi mân côi thông hối ăn năn cuộc dâng lời cầu nguyện. Và tôi chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều có những cái khắc khoải, có những cái lo âu, có cả những cái ước mong mà chúng ta muốn dâng lên mẹ Maria trong ngày này. Tôi có cái bà hiếm có ít. Và cái ước mong đó là cái gì? Chúng ta tới đây nhắn nghe cái lời của mẹ nhắn nhủ chúng ta ở tại Fatima này, cái sứ điệp của mẹ chúng ta ai cũng thuộc. Mẹ muốn chúng ta cải thiện đời sống, rồi xin năng lực hạng và tôn sùng cộng đồng. Tôi nghĩ đó là một việc vì mẹ thương chúng ta, bảo mẹ đã tới và nói chúng ta phải đi cải thiện đời sống. Xin năng lực hạng và tôn sùng cộng đồng. Ngày hôm nay, một cái tập thể của người con về đây với nhà mẹ trong cái mưa của hành linh, ngày hương của chúng ta theo dấu chân mẹ này. Chúng ta, mỗi người chúng ta dâng cho mẹ tất cả những gì mà chúng ta đang lo lắng, đang hấp hồn, đang ước mong trong tâm hồn, để rồi mẹ là mẹ chúng ta, mẹ sẽ cầu cầu Chúa cho chúng ta. Con quyết tâm xa tránh thú vui hoang đàng và bước đi theo đường dẫn tới quê thiên đàng. Đây rất là đẹp, tại vì lý do chúng ta ngồi đây để bao quát hết cả, và nhất là chúng ta đang ở dưới vòng tay của Đức Mẹ. Đây là cái vòng tay lớn mà Đức Mẹ ôm chúng ta khi chúng ta đến đây. Anh chị em thấy hai vòng tay với tất cả các vị thánh, các vị đại thánh của Bồ Đào Nha. Thí dụ như đây là ông thánh Anton mà chúng ta thích nhất, ông thánh Anton mà hay các anh các chị hay nói bảo khi mà con mất cái gì là con kêu ông thánh Anton tìm cho. Thì ông thánh Anton sinh ở Lisboa, sang truyền giáo ở bên Padua, tức là của Ý, và chết ở bên đó. Bây giờ là anh chị em đang ở dưới chân Đức Mẹ Fatima. Đây là cái tượng Đức Mẹ Fatima mà do nước Mỹ tặng, cao 6 mét. Và cái tượng Đức Mẹ Fatima này đã được làm theo lời của chị Lucia tả, nằm ở trong cái tháp chuông này.
tháp chuông này cao gần 70 mét. Và trong này anh chị em có tưởng tượng nó có 62 quả chuông. Mỗi thầy nhớ anh chị em hát cái bài Ave Ave Maria là nó đánh mỗi một cái quả chuông như vậy, nó đánh cái nốt nhạc Ave Maria rất là hay. Thì toàn chúng ta nghe vào tối đó, tức là Ave Maria bằng tiếng nhạc của quả chuông, tức là 62 quả chuông có những quả 3.000 kg. Cái từ đó cái kỳ công của nó, những cái chỗ mà Đức Mẹ nhỏ nhỏ đó, nhỏ xíu đó là chỗ Đức Mẹ hiện ra đó. Chị Lucia tả là mỗi lần Đức Mẹ hiện ra thì Đức Mẹ mặc áo như mặt trời, sáng như mặt trời, và Đức Mẹ mỗi lần Đức Mẹ đi á, thì là cái cành sồi nó bật lên, thì tức là cái cây sồi đó nó bé lắm, không có lớn. Cây sồi bên cạnh tại sao họ đang bao vây lại á, tức là cây sồi đó nó có hơn 200 năm nay rồi, và lúc mà Đức Mẹ hiện ra nó đã lớn lắm, được hơn 100 năm. Nên tự gọi là cây sồi đó, và dưới cây sồi đó thì ba em Mục Đồng luôn luôn chơi ở đấy và chú ở đấy cho đến ngày 13 tháng 5 thì các em thấy tự nhiên trời nắng, Đức Mẹ hiện ra ban giữa ban trưa không ạ? Thành thử ra vì vậy mà giữa ban trưa trời nắng thì các em bảo tại sao mà ngày hôm nay trưa mà có xét, sắp xét như vậy? Vâng. Sau đó người ta bứt lá bứt cây đi hết rồi không ạ? Vâng, đúng rồi. Còn cái cây sồi này lúc đó đã có rồi. Có rồi, tức là nó, cây sồi này giờ đã hơn tên mình về già, hơn 200 năm. Lớn hơn cây kia luôn. Vâng, tức là khi mà cây sồi kia nó nhỏ thì là cây sồi này đã lớn rồi. Và ở đây anh, các chị nhớ, đây nó có một cây sồi, nếu mà con dẫn ra thì nó ngay bên Thanh Giá nó có một cây sồi mà họ lấy cái vỏ của nó. Và những ai mà gọi là cái về rượu, uống rượu nhiều á, thì phải nhớ là cái nút chai rượu á, là nó làm bằng cái vỏ sồi. À, tất cả những cái vỏ cái sồi là nước bồ này là sản xuất thứ nhất thế giới. Thế là tại vì trong cái nút đó nó có cái chất để mà mình bỏ bung cái rượu ra được. Thì phải nhớ đến nước bồ. Rồi, cha hỏi rất là hay, tại vì dưới cái cây sồi đó thì các em đứng đó, ba em thì nhìn thấy Đức Mẹ bên kia. Và ngày 13 tháng 10 là Đức Mẹ làm phép lạ lớn, phép lạ mặt trời quay. Và chúng ta nhớ ở đây là cánh đồng cỏ. Và hôm ngày 13 tháng 10 báo chí đã chụp, bây giờ vẫn còn cái tờ báo đó, original này rồi. Mà ngày 15 tháng 10 năm 1977, sau 2 ngày thôi, họ đăng báo thì họ chụp là có 70.000 người có mặt ở đây. 70.000 người cách đây 106 năm, cứ tưởng tượng như vậy. Và sau khi họ biết chắc chắn là Đức Mẹ hiện ra rồi thì anh chị em có tưởng tượng 70.000 người đó với cái cây sồi nhỏ như vậy thì làm sao mà còn. Nên thực ra bây giờ họ biết cái kinh nghiệm đó phải bao vây. Tại vì bây giờ có nhiều khách hành hương vẫn đến lấy que khều khều những cái lá xuống. Tại sao họ xây cái nhà thờ ở đây? Trước hết họ xây một cái nhà thờ kia, cái nhà thờ ngay bên Đức Mẹ đó, thì là cái nhà thờ có 104 năm rồi. Cái nhà thờ đó đã bị đốt một lần, tại vì lý do cái thời gian năm mà Đức Mẹ hiện ra năm 1977, quý cha và anh chị em biết nước Bồ Đào Nha là nước cốt phiện. Tức là họ nói rằng năm 1920, tức là cách Đức Mẹ hiện ra sau 3 năm thôi, thì các trường học sẽ không còn một ai là người Công giáo nữa. Họ cấm đạo đến nỗi như vậy đó. Nghĩa là họ ghét đạo đến nỗi họ muốn tất cả các em không còn tin vào Chúa nữa. Nên thực ra khi mà Đức Mẹ hiện ra thì hoàn cảnh ở đây là hoàn cảnh rất là bất đạo. Và họ thấy giáo dân đến đây á, thì họ cấm. Nhưng mà họ vẫn đến. Tức là họ cản bằng cách quân đội, họ cản bằng đủ mọi thứ chuyện. Nhưng mà giáo dân họ vẫn tìm cách họ lọt vào đây. Mỗi lần hành hương, mỗi lần Đức Mẹ hiện ra họ lọt vào đây. Tức là Đức Mẹ hiện ra vào đây là từ ngày 13 tháng 5, 13 tháng 6, 13 tháng 7, 13 tháng 8. Đức Mẹ hiện ra ở đây thì các em bị bắt. Hình thử ra 19 tháng 8 Đức Mẹ hiện ra ngoài đường Thánh Giá. Và kia nếu mà ai ra đường Thánh Giá thì thấy Đức Mẹ hiện ra ngoài đồi bên đó. Tức là không có hiện ra đây một lần duy nhất là Đức Mẹ hiện ra 19 tháng 8 ở bên đồi bên kia. Sau đó là 13 tháng 9 và 13 tháng 10. Và anh chị em nhớ là ngày 13 tháng 7 là cái ngày quan trọng lắm để mà cho chúng ta nhớ, là cái ngày đó là Đức Mẹ cho các em, ba em xem thấy hỏa ngục. Đó là cái sứ điệp thứ nhất và cái bí mật Fatima thứ nhất Đức Mẹ cho các em xem thấy hỏa ngục. Và cái ngày 13 tháng 7 là cái ngày mà Đức Mẹ nói với Francisco, với Jacinta rằng chúng con sẽ về trời sớm. Sau khi Đức Mẹ hiện ra thì Francisco chết vào năm 1919, tức là chết 2 năm sau thôi, trong một trận đại dịch của Tây Ban Nha, giống như trận đại dịch Covid bây giờ vậy. 50 triệu người chết, trong đó có Francisco và Jacinta chết năm 1920. Thì hai em
được phong thánh vào năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Và Đức Mẹ nói, Lucia, con sẽ ở lại và đi học, rồi con sẽ viết lại cái câu chuyện này cho hết mọi người về sau này. Nên từ về sau chúng ta thấy chị Lucia chết vào năm 2005, tức là chết trước Đức Thánh Cha của chúng ta, John Paul II, 2 tháng. Nếu mà chúng ta có giờ thì chúng ta dưới đây nó có một cái triều thiên mà cái viên đạn của Đức Giáo Hoàng John Paul II có ở trong cái triều thiên dâng cho Đức Mẹ đó. Và chúng ta thấy cái viên đạn bắn vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha bị bắn và đúng ngày Đức Mẹ hiện ra. Và cái viên đạn đó, Đức Thánh Cha nói là Đức Mẹ đã cứu tôi, Đức Mẹ đã làm cho viên đạn nó trật ra. Thành ra cái viên đạn đó đang được gắn ở trên cái triều thiên và ở dưới museum mà chúng ta sẽ được xem cái viên đạn. Viên đạn đó là cái viên đạn rất là rõ để cho thấy cái phép lạ của Chúa làm. Chị em thấy là trước của mình là nhà thờ Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, ở trong đó là 10.000 chỗ ngồi, 10.000 chỗ ngồi trong đó. Và cái khu vực đó chúng ta cứ tưởng tượng là nó chỉ có một cái nhà thờ, nhưng mà thực sự ra là dưới hầm thì là có tới 7-8 cái nhà thờ khác nữa. Tức là tất cả dưới cái hầm, và tất cả cái hầm đường hầm ở dưới đó thì họ làm thành một cái chỗ để mà triển lãm lớn lắm ở dưới đó. Và có 2 cái hồ nước. Và nếu mà chúng ta xuống dưới đó chúng ta làm lễ thì có nhà thờ nhà nguyện Thánh Thể luôn luôn có đặt mình Thánh Chúa. Rồi thứ hai là nhà nguyện Chúa sống lại, nhà nguyện Chúa lập phép Thánh Thể, nhà nguyện Chúa chịu nạn chịu chết, và nhất là nhà nguyện hòa giải. Chúng tôi có 50 cái tòa hòa giải trong đó và tất cả các thứ tiếng trong đó. Nếu mà các trang các chị mà có những giờ đến đây thì chúng ta tiếng Anh, tiếng gì cũng có trong đó, và các cha ngồi tòa từ 9 giờ cho đến 10 chiều. Rồi sau đó thì chúng ta thấy cái con đường mà trắng trắng đó, con đường trắng trắng chạy thuốc ở đằng kia xuống đây thì là nó gọi là con đường hòa giải. Thì các chị sẽ thấy chiều nay hay là trước khi mà lần đạt đó, có rất nhiều người họ quỳ gối hoặc là họ bỏ để mà họ gọi là họ làm cái sứ điệp của Đức Mẹ là hãy ăn năn cải thiện đời sống. Thì họ đến đây sau khi họ đã đi hành hương, có thể là cái con đường mà đi thành Giacobbe đó, anh chị em nhớ con đường Giacobbe nó dẫn qua đây khoảng chừng mấy trăm cây số đi sang Tây Ban Nha. Sau khi họ đã đi từ Tây Ban Nha sang đây rồi thì họ kết thúc ở đây bằng cách là quỳ gối, và họ bắt đầu quỳ gối từ đây, họ quỳ gối chung quanh Đức Mẹ. Và bây giờ họ có thể vào, nếu mà không có ai thì họ có thể vào chung quanh Đức Mẹ, họ quỳ, họ cầu nguyện theo cái lời cầu nguyện của họ. Và tôi thấy nhiều, tôi đã ở đây 3-4 năm rồi, tôi thấy nhiều bạn trẻ, có khi cả hàng trăm bạn trẻ nó quỳ như vậy, nó đi và nó lần hạt và nó cầu nguyện ban tối, ban đêm. Tức là có một cái lòng tin rất là lớn. Để Đức Mẹ dạy các em cái kinh mà chúng ta vẫn đọc, kinh Fatima mà chúng ta vẫn đọc sau khi kết thúc lần hạt đó. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sao hoàng ngục, xin đưa các linh hồn đến thiên đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Kinh đó là kinh của Fatima. Và ngày hôm đó Đức Mẹ cũng nói là nếu chúng con ăn năn cải thiện đời sống thì nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình, nước sẽ không có thế chiến thứ hai nữa. Và chúng ta thấy tất cả những cái lời của Đức Mẹ đã xảy ra, nhưng mà còn vẫn còn thế chiến thứ hai, tại vì con người vẫn tội lỗi, vẫn bê bối tội lỗi như vậy, và bây giờ chiến tranh vẫn còn. Đằng trước mặt chúng ta là khán đài, và mỗi ngày chủ nhật thì đây có đại lễ, tại vì lý do là họ muốn tất cả mọi người đến đây tham dự thánh lễ với họ. Nếu mà nhà thờ kia 10.000 chỗ không có đủ, nên từ đâu hết ở đây mấy chục ngàn người cứ ở ra ngoài này, xong rồi ngồi ở ngoài này. Con đi về cái nhà thờ này một tí. Khi mà Đức Mẹ hiện ra thì là Đức Mẹ nói với các em rằng xây cho mẹ một cái nhà thờ. Và cái lần cuối cùng của Đức Mẹ hiện ra thì các em hỏi tên Đức Mẹ, thì các em hỏi bà ở đâu đến và bà tên là gì. Thì Đức Mẹ nói là ta ở trời xuống và ta là Đức Bà Mân Khôi. Các con hãy xây cho mẹ một cái nhà thờ. Tại sao xây cái nhà thờ ở đây? Các em chuyên môn chơi ở đây. Và khi mà Đức Mẹ xin các em xây nhà thờ thì người ta bảo không biết chỗ nào để mà xây nhà thờ đẹp. Thì chỗ này là cái đồi rất là đẹp. Rồi chung quanh đằng sau, nếu mà chúng ta ra đằng sau thì toàn cái sồi, tức là một đồi sồi đẹp lắm. Và nó cao, gọi là cái đồi đây gọi là tên là Kovada Iria, thay vì đồi Golgotha thì các anh các chị nhớ là Kovada Iria. Thứ hai, các em nó có một cái trò chơi rất là hay. Các em khi mà nó chăn chiên thì nó bỏ chiên dưới này, xong rồi nó lên đây nó chơi cái trò chơi bố quan. Thì biết em nào mà được thì hốt cái đá đó đưa vào nhà thờ để mà xây nhà thờ.
Thì họ bắt đầu nghĩ đến cái đó. Thì ở đây họ làm cái đường thánh giá đây này. Đây có cái trường đường thánh giá bên này, để trường đường thánh giá bên này. Có một cái đường thánh giá rất là đẹp ở ngoài kia nữa, cách đây mấy cái số. Thì nếu chúng ta có giờ thì chúng ta ra đấy là đường thánh giá đó mới đẹp. Đức Mẹ hiện ra năm 1917, mãi đến năm 1930 mới được giáo hội nhận là Đức Mẹ hiện ra ở đây. Tức là kể như 13 năm sau, phải không? Thì năm 1928 thì cái nhà thờ để đây đã bỏ móng. Và sau khi bỏ móng xong thì mãi năm 1952 mới khánh thành. Tức là họ xây năm mấy chục năm. Chúng ta thấy thành cái nhà thờ này. Tức là kể như còn mấy chục năm sau mới được khánh thành. Thì và chúng ta thấy đây là cái công trình lớn nhất của Fatima ngay từ đầu tiên. Sau đó nếu chúng ta đi ra một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy ở bên Đức Mẹ đó, chỗ Đức Mẹ hiện ra là chỗ chính rồi nhá. Rồi anh chị em sang cái chỗ đài Chúa Giêsu Vua. Thì là chỗ đài Chúa Giêsu Vua thì là dưới đó nhờ Lũ Đức Mẹ, anh chị em có suối Đức Mẹ Lũ Đức. Thì ở đây á thì họ làm bốn cái dòng suối. Ở dưới chân cái Chúa Giêsu Vua đó thì có bốn cái nước suối của Đức Mẹ Fatima. Thì anh chị em lấy, nếu mà chúng ta xuống đấy uống nước thì có bốn cái dòng suối ở đây. Thì chúng ta lấy Đức Mẹ nước suối ở Fatima là dưới chân Chúa Giêsu Vua đó. Nếu anh chị em muốn lấy đây, nhớ không? Để ý nhé, nếu mà chúng ta muốn uống nước Đức Mẹ Fatima, lấy nước suối của Đức Mẹ Fatima thì anh chị em xuống dưới chỗ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô và chúng ta lấy nước Đức Mẹ ở dưới đó và chúng ta uống nước. Và tôi xin anh chị em như vậy, tại vì ở đây họ làm một cái nghi thức rất là đẹp. Tức là trước khi uống nước á, chúng ta không phải chỉ cầu nguyện để Đức Mẹ chữa cho con khỏi bệnh này bệnh kia, cái đó đúng. Nhưng mà quan trọng nhất á, ở đây là xin Đức Mẹ chữa lành con khỏi bệnh tật phần hồn, chữa cho con được chữa lành khỏi tội lỗi, cho con được biết ăn năn hối cải trở về với Chúa. Và tôi bảo đảm anh chị em cái điều này này, khi mà tâm hồn chúng ta được Chúa tha thứ, khi mà tâm hồn chúng ta được Đức Mẹ chữa lành qua hồng phúc của Đức Mẹ và qua hồng phúc của Chúa, thì anh chị em sẽ được chữa lành cả phần xác cả phần hồn. Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn cha. Chúc anh chị hay quá, hay quá. Xin chúc lành cho cha và công việc của cha được tốt đẹp. Kính chào mọi người thân thương, tạ ơn Chúa cho chúng ta đã đến đây thánh địa Fatima trong những ngày qua và chúng ta đã được tham dự thánh lễ. Chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa, chúng ta đã cầu xin Đức Mẹ cầu bầu Chúa cho chúng ta những nhu cầu cần thiết của chính bản thân mình, được khỏe mạnh, được bình an, cho gia đình mình, cho các con được biết sống đạo cho nên, cho các cháu được hành thành tốt lớn và khỏe mạnh, cho những ai đang tìm kiếm công ăn việc làm, cho cả một tương lai sau này. Với lời thầm thì lưỡi dụng lên con mà chúng ta đã nhận và chúng ta thường xuyên, người Việt Nam chúng ta có thói quen để lần dụng lên con và đọc kinh cầu nguyện, thì qua mẹ chúng ta đến với Chúa, bởi vì qua dụng lên con là con đường để ta đến để gặp gỡ Chúa và chúng ta lãnh nhận ân sủng và bình an từ Thiên Chúa mà ra. Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay ngày 1 tháng 7 Giáo hội mừng kính Thánh Zinit Rosera. Ông là ai? Zinit Rosera, Ngài là một linh mục người Tây Ban Nha. Ngài mang lời Chúa đến đất nước Mexico. Và từ đất nước Mexico ở vùng Nam Mỹ, Ngài đã đi truyền giáo và mở mang nước Chúa cho nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau. Cộng thêm những vùng đất xưa kia California thuộc về Mexico, cho nên Ngài đã đến truyền giáo cho người Indians, người đã giúp cho họ thành lập những cộng đoàn giống như thời Thánh Phaolô ngày xưa vậy. Và chỉ riêng California thôi, chúng ta đón nhận được 21 ngôi nhà thờ cổ, có nghĩa là 21 làng với 21 ngôi nhà thờ cổ. Ngài tập trung họ lại, Ngài dạy cho họ cách dệt vải, dạy cho họ cách xây nhà, làm tường, hồi xưa làm tường thì làm đất thôi. Và Ngài dạy cho trẻ em học, dạy cho phụ nữ cách nấu ăn, dạy cho những người đàn ông biết lao động để làm việc này việc khác. Ngài đã trở nên một trong những người sáng lập 21 ngôi nhà thờ cổ của từ Bắc đến Nam California.
từ Sacramento đi xuống tận San Diego. Đó là công việc của Ngài trong suốt cả cuộc đời, và Ngài đã theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một thanh niên trẻ đã mang lời Chúa đến cho mọi người, nhất là cho người thuộc địa là người Indians, người gọi là mọi da đỏ, người Mexico, Mexicans, và sau cùng đã sống bằng cách thành lập giáo hội, thành lập cộng đoàn và chết trong giáo hội, chết trong cộng đoàn. Đó là ơn gọi của tu sĩ, đó là ơn gọi của linh mục, của thưa quý bà anh chị em, đó là ơn gọi của những kẻ truyền giáo. Ở thập niên 1860, ở những thế kỷ 19, thế kỷ 20, chúng ta còn gặp được rất nhiều những người đi truyền giáo và những nhà truyền giáo đổi lại như vậy. Tuy là đời sống họ âm thầm, nhưng nhờ họ, qua họ, chúng ta biết Chúa. Qua họ, lời Chúa đã đến với gia đình của chúng ta, đến với đất nước của chúng ta từ năm 1933. Để rồi người Việt Nam chúng ta bắt đầu theo cha ông chúng ta để giữ đạo và sống đạo và chết vì đạo. Máu tử vì đạo của các ngài đã nuôi dưỡng hạt giống đức tin cho chúng ta. Và chúng ta là phần con cháu được tiếp nối truyền thống đức tin đó. Ngày hôm nay bà Hạnh Hương sẽ tiếp tục truyền thống đức tin của cha ông chúng ta để lại, để đến với mẹ, để cầu xin mẹ. Giống như xưa kia ông và cha mẹ chúng ta đã từng đến với mẹ La Mai, bởi vì mẹ đã hiện ra 1793. Ở nơi đây mẹ hiện ra 1917 với ba trẻ nhỏ. Để rồi sự hiện diện của mẹ vẫn còn ở nơi đây. Các hành hương đến đây để làm chứng mẹ đã hiện diện đến trong thế gian này với ba lời căn dặn quan trọng với toàn thể nhân loại: hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu thân, hãy năn lần hạt mân côi. Với ba mệnh lệnh Fatima đó, nếu chúng ta sống đúng theo ba mệnh lệnh này, là chúng ta giữ được với một kho tàng giáo lý ở trong mình, chúng ta giữ được một kho tàng thần học mà giáo hội cũng chỉ dạy cho chúng ta rồi. Xin tạ ơn Chúa cho chúng con được đến đây ngày hôm nay để chúng con tôn vinh Chúa qua bí tích thánh thể. Ở tại đặc biệt thánh này, bánh và rượu sẽ trở nên mình và máu thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta hãy tại nơi đây hãy phòng thủy lần chuẩn lên coi, nói chuyện với mẹ, thưa chuyện với mẹ và cầu nguyện với mẹ. Chúng ta hãy đứng trước thánh thể để khi chúng ta đón nhận thánh thể vào trong tâm hồn của mình. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả bạn chị em sẽ ý thức được điều đó. Để nhân lên Chúa nhiều những bông hoa, những chuỗi những mân côi tốt đẹp qua lời cầu bầu của mẹ Fatima. Xin mẹ Fatima chúc lành cho tất cả đoàn thành hương, cho tất cả chúng con đang hiện diện nơi đây và những người trong gia đình của chúng con đang ở nhà, và tất cả những người thân yêu của chúng con đang cần chúng con cầu nguyện cho họ ngay trong thời điểm này, ở đây, chỗ này. Xin mẹ thăng hoa đời sống hàng ngày của chúng con và cùng đồng hành với chúng con để chúng con cùng với mẹ hướng về Chúa. Amen. Oh.
lẽ ví như ánh trăng dịu hiền, em như cung đàn thân tiên. Kỳ mừng nữ vương, nữ vương hòa bình, nữ vương hòa bình. Đây bao tâm hồn thao thức, dân coi nước Việt xuống muôn ơn cho nước Nam thoát cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an. Mẹ dắt diều chúng con liên, cho giáo dân khắp nơi trung kiên, trong tông đồ thành tín.